18 giờ 8 phút mình quay lại mọi người ơi. Cái này cảng An Giang nè. Nó lại nãy quay không có được. Quay được có chút xíu hơn luôn rồi. Nó dừng lại. Bấm vô cái nút nào á, bởi vì nó dừng lại đó, mình dòm lại lần nữa coi nó được không nha. Không được là mình phải quay lại lần nữa với cho nó xong luôn, để mọi người dòm không có thấy rõ cờ vàng. Mọi người nói mình quay không có tôn trọng khán giả. Rồi có cái đoạn nào mà nó không hợp lý thì mình che lại bớt, mình chỉ che mình lấy chỗ cờ vàng thôi. Rồi cảm ơn mọi người nha, để mình dừng lại mình coi thử coi sao. Bên kia đường là quán cháo lòng Hà Nội.